Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, cảm ơn tất cả quý chị đã cùng đến với video này của Mộc Nam Huy. Vâng, và trong không gian phòng bếp nhà chúng ta thì chắc chắn rồi, không thể nào thiếu được những cái bộ bàn ăn quý anh chị nhé. Và đặc biệt thì các mẫu bàn ăn gỗ tự nhiên và với gỗ gõa đỏ thì được khách hàng chọn lựa và sử dụng rất nhiều trong không gian phòng bếp nhà mình. Bởi đầu tiên đó là về cái chất liệu của sản phẩm, nó là những cái chất liệu gỗ cao cấp và màu sắc đẹp và độ bền với thời gian. Vậy nên thì khách hàng thông thường hay chọn các cái mẫu bàn ăn này dành cho khu vực phòng bếp nhà mình. Và hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ giới thiệu và báo giá đến quý anh chị khách hàng về hai dạng bàn với chất liệu gỗ gõa đỏ của Mộc Nam Huy, đó là dạng bàn 8 ghế và dạng bàn 6 ghế. Vâng, với loại bàn 6 ghế thì sẽ dành cho các anh chị khách hàng có cái không gian phòng bếp nó nhỏ gọn hơn. Còn nếu anh chị khách hàng thích dùng 8 ghế, căn phòng rộng rãi, anh chị dùng bộ 8 ghế nhá. Và với bộ 8 ghế này thì quý anh chị hoàn toàn có thể cân đối đến việc làm bàn dài để tiếp khách. Vâng, đầu tiên đó là một bộ bàn với tiêu chuẩn 6 ghế. Quý anh chị cùng chú ý một chút, khi Mộc Nam Huy giới thiệu đến tiêu chuẩn thì quý anh chị hãy nhớ nhá, vì cái tiêu chuẩn của sản phẩm nó sẽ trực tiếp tác động đến giá cả của sản phẩm. Với bản mặt vân đã được Mộc Nam Huy lựa chọn là các bản mặt vân đẹp và lựa chọn rất là kỹ. Đó, đây là bản mặt bàn được làm với mặt khung tranh ngoài có độ dày 2,5 phân và ván mặt là ván một lá dày 1/2. Vân là vân tự nhiên quý chị nhá. Và các bản vai bàn được làm với độ dày lên tới là 4 phân. Bản vai được đục chạm các cái chi tiết dạ thừng và các chi tiết xen dẹo ở bên phần cổ dưới. Phần chân bàn là phần chân trụ đặc nguyên khối. Chân với kiểu bàn này được Mộc Nam Huy đục theo kiểu lục bình, đục chạm các họa tiết hoa lá tây và các cái bản chân là các bản chân hai dâu với độ dày của dâu là 10 phân quý anh chị nhá. Chân dâu hoa lá tây uốn lượn rất đẹp. Và với chất liệu gỗ gõa đỏ và các bản chân trụ đặc nguyên khối trụ to và cái cây thanh nối này được làm với độ dày lên tới là 6,5 phân. Ở đây là cây thanh nối được làm rất dày và trên thị trường hiện tại nó có Mộc Nam Huy làm với các tiêu chuẩn nó như thế này quý chị nhá. Một bộ bàn rất là dày dặn và chất lượng. Về những chiếc ghế, tại đây sản phẩm được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn mặt ghế dày là 3 phân. Đây là một chi tiết rất quan trọng. Đây là một cái mà chúng ta trực tiếp chúng ta ngồi lên, nó tác động lực trực tiếp lên sản phẩm. Vậy nên thì Mộc Nam Huy làm các cái bản mặt lại dày tới 3 phân và khác hoàn toàn với thị trường, đó là các hàng 1,5 phân và 1/7. Và thông thường thì khi anh em quảng cáo anh em hay bỏ qua các chi tiết này đó. Và đây là những chiếc ghế được Mộc Nam Huy làm, cũng là những chiếc ghế được làm và lựa các cái phần bông vân tựa và bông vân mặt quý chị nhá, rất đẹp. Và đây là bộ 6 ghế, giá hoàn thiện là 25 triệu tại Mộc Nam Huy. Xin được báo giá cho quý anh chị khách hàng về bộ bàn này với chất liệu là gỗ gõa đỏ 100%. Và kế đến, đây là bộ 8 ghế dành cho không gian phòng bếp rộng hơn và có thể dùng cho phòng khách luôn, anh chị dùng làm bàn dài cũng được. Tại đây, mẫu bàn này được Mộc Nam Huy làm với kích thước chiều bàn rộng là 97 và chiều dài là 2,07 m. Cũng là một cái bàn Mộc Nam Huy cũng đã lựa bông vân hết rồi. Và thêm nữa, đây là bộ bàn được làm với các tiêu chuẩn của các bản vách tựa ghế là gỗ gõa Lào quý anh chị nhé. Các bản vách tựa là đây, chất liệu gỗ gõa Lào và bông vân thì phải nói là cực kỳ đẹp trên tất cả những chiếc vách luôn. Trên chất liệu gỗ gõa Lào thì quý anh chị không bao giờ anh chị phải lo lắng về độ vân cả, vì chắc chắn là gỗ gõa Lào vân nó sẽ đẹp quý anh chị nhé. Đây là chi tiết đầu tiên trên cái bộ ghế này và là một cái chi tiết phải nói là cái điểm nhấn của cái sản phẩm luôn. Một bộ ghế quý chị cứ nhìn mà xem, nó chỉ nổi bật ở những cái chiếc tựa này, nổi lên là chính, nổi lên vân đấy. Và đây là bộ bàn được làm theo dạng bàn hình bánh tây, được khuyết cong các góc, nhìn nó mềm mại gọn gàng. Và bản chân trụ được Mộc Nam Huy làm là bản chân trụ ba dâu tiếp đất và cái trụ được tiện theo kiểu hồ lô. Với bản trụ này Mộc Nam Huy làm với đường kính là 27 phân và chân ba dâu đi kèm với cây thanh nối cũng tiếp tục là cây thanh nối dày 6,5 phân quý chị nhá. Hàng dày dặn chắc chắn và là gỗ gõa đỏ 100%. Mộc Nam Huy quay luôn cho quý anh chị cả cái phần gầm dưới để quý anh chị coi cái chất liệu cây và cái độ sạch sẽ của sản phẩm nhá. Các bản chân dâu này được Mộc Nam Huy làm theo kiểu chân dâu hoa lá tây,
đó, bản dâu hoa lá tây này đó, được làm uốn cong rất là gọn gàng và rất là đẹp. Với bộ ghế này thì sản phẩm có giá là 34 triệu, xin được báo giá cho quý anh chị khách hàng. Báo giá ở đây là Mộc Lam Phi báo công khai minh bạch cho tất cả quý anh chị khách hàng là giá trực tiếp tại xưởng sản xuất. Vâng, lát nữa Mộc Lam Phi sẽ quay cho quý anh chị coi cả hàng mộc luôn. Và trên những chiếc ghế này là tất cả ghế được Mộc Lam Phi làm theo kiểu ghế bản tó hoa lá tây, được đục chạm và lọng các đường nét rất đẹp quý anh chị nhé. Và dáng ghế ở đây là dáng ghế ngả. Với những chiếc ghế mà dáng chân cong này, dáng ghế ngả ra phía sau là những cái ghế được làm nó kỳ công hơn, tốn gỗ hơn, nhưng nó là những chiếc ghế chất lượng và giá trị hơn quý anh chị nhé. Và với mặt vân gỗ qua nào thì ngoài phần mặt trước, quý anh chị cũng có thể coi luôn cả mặt sau để thấy được chi tiết về cái giá trị nó xứng tầm trên cái bộ ghế này. Và với chi tiết các vách tựa gỗ qua nào, đây là chi tiết duy nhất trên thị trường hiện tại có Mộc Lam Phi làm cái chi tiết này. Quý anh chị có thể chú ý nhé. Một bộ bàn ghế có thể chênh lệch nhau vài triệu đồng trên một bộ, nhưng trên cái sản phẩm đấy nó được trang bị những cái gì và cái giá trị nó mang lại là như thế nào quý anh chị nhé. Vậy nên mà khi anh chị cùng quan tâm đến đồ gỗ, anh chị cũng phải xem các cái tiêu chuẩn trên sản phẩm nó có cái gì và giá cả nó ra làm sao. Với các sản phẩm này thì Mộc Lam Phi sẽ cắt luôn cả kính của mặt bàn để tặng cho quý anh chị về chúng ta dùng ngay. Với tấm kính này thì Mộc Lam Phi đang cắt trong một cái giá xỉ luôn nhé. Một lần em cắt vào 10 tấm là giá xỉ đấy, là đã cắt hết 860 ngàn trên một bộ kính này quý anh chị nhé. Và cái việc cắt kính này nhằm mục đích là để cho quý anh chị khách hàng không phải mất công quý anh chị đi mua nữa. Và mất công anh chị phải đi về, chúng ta phải đi mài, đi cắt mất thời gian thì Mộc Lam Phi cắt luôn. Và ngoài ra những chiếc kính mặt bàn này nó còn mang một ý nghĩa khác, đó là Mộc Lam Phi đã căn các cái phần mặt bàn bằng thước, căn rất là bằng, căn mặt bàn bằng tối đa luôn để tặng kính cho quý anh chị khách hàng, để cho cái mặt bàn nó không bị kênh đấy rồi mới xài kính. Thì cũng có nhiều cơ sở thì không tặng kính mặt bàn cho quý anh chị khách hàng là để trực tiếp bớt cái giá sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chưa chắc là những cái tấm mặt bàn mà không được tặng kính đấy nó đã bằng đâu quý anh chị nhá. Nhiều anh chị khách hàng là khi mua những cái bộ bàn đó mà không có kính, giá rẻ hơn thị trường, mai mốt về anh chị cắt mà không may cái mặt bàn nó cong ấy, cái tấm kính nó bị vặn, nó bị vênh ấy, là lúc bây giờ là không thể sửa chữa được quý anh chị nhé. Thế nên là khi mua đồ gỗ thì anh chị cũng nên lưu ý là giá cả này, và nên lưu ý về là cái tiêu chuẩn của nó có là cái gì. Vâng, với những bộ bàn ăn như thế này Mộc Lam Phi đều báo giá công khai cho quý anh chị là giá tận gốc tận xưởng sản xuất luôn. Quý anh chị có thể cùng tham khảo sơ qua. Xung quanh Mộc Lam Phi là xưởng sản xuất và rất nhiều các xưởng sản xuất khác anh chị nhé. Đó, và không phải là cửa hàng. Mộc Lam Phi nhấn mạnh là Mộc Lam Phi không phải là cửa hàng mà là đơn vị sản xuất đồ gỗ. Xin báo giá công khai cho quý anh chị về hai bộ bàn này. Và với hai bộ bàn này thì quý anh chị có thể cân đối về cái kiểu dáng của bàn. Anh chị có thể chọn lựa theo kiểu bàn khác, có thể là hình oval quý anh chị nhé. Và khi quý anh chị đi mua hàng, Mộc Lam Phi cũng nhấn mạnh đến quý anh chị khách hàng, đó là nếu được và nếu mà cần, anh chị có thể tới xưởng của Mộc Lam Phi đây để mua hàng mộc, kiểm tra mộc như thế này. Đó, nó sẽ tốt hơn cho quý anh chị rất nhiều. Vì anh chị có thời gian, có điều kiện để kiểm tra cái sản phẩm trước khi sơn, thì anh chị sẽ không có lo là chúng ta mua nhầm vào các cái sản phẩm mà nó pha tạp gỗ này. Đó, hoặc là đóng hàng mà là chối mộng, hoặc là làm nó không được chất lượng hay sao đó. Khi anh chị tới xưởng anh chị mua thì tất nhiên rồi, ngoài việc anh chị cứ kiểm tra các cái mặt trên, mặt ngoài như này, thì anh chị cũng có thể cùng lật mặt dưới gầm lên để kiểm tra cái sản phẩm đấy. Với các sản phẩm này của Mộc Lam Phi thì các cái bản mặt được bắn vít từ dưới lên quý anh chị nhé. Các cái bản mặt ván dày, mặt ghế dày như này thì Mộc Lam Phi đều cho anh em bắn vít từ dưới cái vai ghế bắn lên, và không có bắn đinh từ trên xuống. Vậy lên thì quý anh chị thấy cái sản phẩm nó rất là đẹp. Sơn lên thì nó không có các cái lỗ đinh, thế cho nên là cái sản phẩm nó mang cái tính chất nó đẹp hơn, giá trị hơn, và nó mang đến cho quý anh chị những cái nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều quý anh chị nhé. Và đó là các sản phẩm bàn ăn mà Mộc Lam Phi muốn giới thiệu đến quý anh chị khách hàng trong video này. Với một kiểu bàn nữa, đó là kiểu hình oval khuyết hai đầu như này. Quý anh chị có thể dùng những cái bộ oval này cho phòng bếp thì đặc biệt phù hợp quý anh chị nhé. Đó, và đây quay lại cho quý anh chị, đây cũng là bộ bàn ăn 8 ghế có giá là 34 triệu tại Mộc Lam Phi. Xin được báo đến tất cả quý anh chị khách hàng
và kính mặt bàn như đây là Mộc Lam Huy em cắt sẵn cho quý anh chị nhá, cắt sẵn để tặng cho quý anh chị khách hàng, và cân các cái mặt bàn nó thật là bằng nhất có thể để xếp cái bàn, xếp cái kính lên nó không có bị vặn, không có bị kênh quý anh chị nhá. À, một tấm kính này thì giá trị của nó như Mộc Lam Huy cũng có báo rồi, đó là hơn 800.000 trên một tấm đó. Tuy nhiên thì Mộc Lam Huy cắt tặng cho quý anh chị luôn để quý anh chị không phải lo đến cái vấn đề là về phải cắt lại làm gì để cho nó mệt đó. Và cũng hơn nữa thì Mộc Lam Huy cũng căn các cái mặt bàn nó cân chỉnh cho nó tuyệt đối rồi, bắt đầu mới đặt cái tấm kính lên quý anh chị nhá, để quý anh chị có thể yên tâm về chất lượng và yên tâm về sản phẩm đó. Còn nếu anh chị khách hàng cứ lo về cái chất lượng của gỗ thì anh chị cũng có thể tới xưởng Mộc Lam Huy trực tiếp tham khảo hàng mộc và kiểm tra mộc ký nhận trước khi sơn. Mộc Lam Huy đã phải gọi là hỗ trợ khách hàng một cách tối đa, quý anh chị không còn một cái gì có thể lo lắng được nữa ở Mộc Lam Huy nhá. Và khách hàng, quý anh chị rất nhiều khách hàng chọn lựa Mộc Lam Huy và mua các sản phẩm của bên Mộc Lam Huy bởi cái tính chất đó là bán hàng mộc và kiểm tra mộc ký nhận trước khi sơn. Vâng, và đó là hai bộ bàn Mộc Lam Huy xin giới thiệu đến quý anh chị trong clip của ngày hôm nay. Và nếu như quý anh chị khách hàng có nhu cầu, vui lòng quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho Mộc Lam Huy qua hai số điện thoại được ghi trên màn hình hoặc tới tận xưởng để tham khảo quý anh chị nhé. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã cùng dành thời gian theo dõi kênh YouTube và theo dõi video này. Nếu thấy các sản phẩm hay và nếu thấy video có ích thì quý anh chị có thể cho Mộc Lam Huy xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Lam Huy nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp vào các cái chủ đề mới và các sản phẩm mới quý anh chị nhé.